Thưa đại chúng, hôm nay 2 giờ sau chúng ta học bài 147 Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La. Trong kỳ trước chúng ta đã học bài gì rồi? Liên hệ đến đề tài Ngài La Hầu La. Hôm trước là chúng ta học là Kinh Giáo Giới La Hầu La ở rừng Ambala số 61 và Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La bài kinh số 62. Như vậy trong Trung Bộ Kinh tổng kết về sự giáo giới Đức Phật đối với La Hầu La có 3 bài. Hôm nay chúng ta học bài thứ 3 để nó trọn bộ. Mặc dù hôm trước là có gợi ý quý huynh đệ về đọc lại bài thứ 3, nhưng mà sợ quý huynh đệ nhiều gì cũng không có chịu đọc nên học cho chắc. Để thấy rằng cái tâm từ mẫn của Đức Như Lai Thế Tôn một cách là nó đầy đủ nhất. Chúng ta thì hiểu rồi, biết rồi, nhưng mà thể là biết nó chưa trọn vẹn. Lúc 7-8 tuổi thì Đức Phật dạy bài kinh Giáo Giới La Hầu La ở rừng Ambala với những hình ảnh rất là dễ hiểu, dạy rất là căn bản về những ác hạnh về thân, về khẩu và những ác hạnh trong cái suy nghĩ cần phải loại trừ với những cái hình ảnh rất là sống động, mình tạm gọi là trực quan sinh động, giúp cho La Hầu La lúc bây giờ còn cái tuổi thiếu nhi dễ hiểu là Phật dạy. Đến khi 18 tuổi thì Đức Phật dạy bài Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, tức là dạy một bài kinh mà sau này mình tạm đặt thôi. Quý vị phải nhớ rằng là kinh là sau này chư tổ đặt thôi, chứ không hẳn là nhất thiết rằng là Phật đặt, hoặc là các vị thánh đệ tử Đức Phật đặt, chứ không phải Phật đặt. Tương tự như vậy, các kinh điển đại thừa, các vị tổ sư phân loại tên kinh, rồi tên của các phẩm, các vị cũng đặt ra để cho dễ hiểu rồi thôi. Và dĩ nhiên là chúng ta là hướng đến là nhìn mặt trăng, mượn ngón tay để thấy trăng, chứ không phải là nãy giờ cô không chịu tới sao không chịu qua viên phòng gặp vậy hả? Thôi bây giờ lớp nghỉ 50 phút, sư lên sư gặp một vì có việc ở trường tí. Hẹn là 8 giờ rưỡi đến 9 giờ kém 15. Nhưng mà nãy giờ không chịu gặp gì hết. Mà các vị cũng tới rồi, mà dân ngồi bên tòa viện trưởng á, không biết sư vô lên viên phòng. Nên thôi thì quý vị đọc kinh tí xíu ơi. Quý vị ngồi hồi ức lại, nhớ lại thử hai bài kinh kia những gì còn ở trong đầu. Để rồi cái bài kinh này là bài dứt điểm cái hành trình là giáo hóa của Đức Phật đối với tôn giả La Hầu La. Giáo hóa tới đây là viên mãn cho nên có thể rằng chia thành ba giai đoạn: giai đoạn 1, giai đoạn 2 đã rồi, tới giai đoạn 3 viên mãn. Rồi quý vị, một là ngồi nhớ lại, hai là đọc kinh, chút nữa lên học tiếp. Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu học bài Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La số 147. Như đã nói, trong Trung Bộ Kinh này có 3 bài kinh đặc tả về sự giáo hóa của Đức Phật đối với tôn giả La Hầu La. Đối với thế tục, La Hầu La là một người con trai duy nhất của Thái tử Siddhartha. Nhưng đối với trong tăng đoàn thì La Hầu La cũng là một đệ tử đầu tiên trong hàng Sa Di. Tuy nhiên cái bài kinh này là như đã nói, nó có ba bài kinh. Bài kinh 1 là bài kinh Giáo Giới La Hầu La rừng Ambala, lúc tôn giả La Hầu La mới vừa vào cửa Phật, nói chung vừa xuất gia. Còn cái tính khí còn rất là trẻ con,
nghịch ngợm, đùa giỡn, mua vui bằng cách đó là nói không đúng sự thật để người khác là đi lầm đường. Chỗ này Đức Thế Tôn nói là Đức Phật, Đức Thế Tôn đang ở Đông Viên, nói Đức Thế Tôn mà đường ở Tịnh Xá Kỳ Viên chẳng hạn. Bài kinh thứ hai là Đại Kinh Giới Giới Lầu La. Kinh này được gọi là đại, nó so với bài kinh chúng ta được học gọi là tiểu. Sở dĩ nói đại kinh là bài kinh đó, thứ nhất nó dài, dài hơn, nội dung phong phú hơn. Còn bài kinh tiểu kinh Giới Giới Lầu La không phải là nội dung kém thấp gì, nhưng vấn đề là cái nội dung nó ngắn gọn hơn, cho nên các ngài đặt là tiểu kinh, cũng giáo giới là hầu la luôn, nhưng là tiểu kinh. Thì bài kinh này là một cái cuộc đối thoại của hai thầy trò, mà cũng là cái giai đoạn kết thúc cuối cùng cho trong cái việc mà chuyển hóa nghiệp lực của tôn giả Lầu La. Bài kinh như sau: như vậy tôi nghe. Sư hỏi quý vị cư sĩ, như vậy tôi nghe là ai nghe? A Nan. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tức là Xá Vệ, Jetavana tức là Kỳ Đà Lâm, chữ Vana tức là vườn, là rừng, là lâm. Vườn Jeta là phiên âm, gọi là Kỳ Đà. Mà nếu mình dịch nghĩa chữ Hán là Thắng Lâm, chữ Thắng tức là chữ Jeta. Nếu dịch nghĩa sang tiếng Việt chúng ta là Thắng, gọi là Thắng Lâm. Ở Kỳ Đà Lâm cũng được. Kỳ Đà tức là phiên âm chữ Zeta, chữ Vana là lâm, là rừng, là vườn. Giống như là Veluvana, Velu là trúc, Vana là vườn, là rừng, gọi là trúc lâm. Tại Tinh Xá, Tịnh Xá hay Tinh Xá đều được, nhưng chữ vào cái thời xưa ta dùng chữ Tinh Xá Hòa Thượng Minh Châu. Trong quá trình dịch kinh á, thưa quý vị, một trong những cái thành công của Hòa Thượng Minh Châu là Hòa Thượng cũng có đối chiếu với bản chữ Hán. Một số gì ta hay dùng chữ Tinh Xá, một số gì ta dùng chữ Tịnh Xá. Ở trong trường hợp này Hòa Thượng Minh Châu dùng chữ Tinh thôi, chứ chữ Tinh nghĩa là trong sạch thôi, tức là bộ mễ một bên là Tinh, Tinh là trong sạch, tinh khiết, tinh xá. Còn nếu chữ Tịnh, tịnh là trong sạch ở đây. Thì bên quý sư khất sĩ thì dùng chữ Tịnh Xá, vì nó cũng gần gũi chữ Việt, nên là cố gắng giống người Việt khó tối đa, chữ nào mà Việt được là Việt. Cho nên chữ Tịnh Xá thì nó gần gũi hơn so với chữ Tinh Xá. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là hai cái nghĩa này, hai chữ này nghĩa nó tương đương. Chữ Tịnh, tịnh trong sạch là phải lấy nước rửa. Còn chữ Tinh đây là mễ, là cái hạt gạo đã được tróc vỏ rồi. Đây là bộ thanh, là xanh, xanh là sạch. Cho nên hai cái nghĩa này đều được hết ha. Cho nên là chữ Tịnh, Tịnh Xá, một thời Đức Thế Tôn ở Tịnh Xá, ông Anathapindika, mình nói ghép lại là Tịnh Xá Kỳ Viên. Tịnh Xá Kỳ Viên. Mà đây là giống như mô tả thật là Jetavana là Kỳ Đà Lâm, là rừng cây. Thấy từ Kỳ Đà bởi vì lúc bây giờ cấp cô độc chuẩn bị đi lót vàng mấy chỗ gốc cây gì đó. Nói thôi, ông mà có lòng ông trải đất vải tràn khắp đất đây rồi, mấy mẫu đây rồi, dường mấy chỗ gốc cây rồi thôi, để tôi cũng dường hết. Cho nên là muốn nói là Jetavana, Tịnh Xá ông thì Tịnh Xá ông Anathapindika. Anathapindika dịch nghĩa sang tiếng Việt là gì? Cấp cô độc. Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, cũng có những lúc là Thế Tôn cũng bận biểu công việc đi quần pháp chỗ này chỗ kia, nhưng mà cái giờ buổi chiều thông thường là Đức Phật dành cái thời gian. Sự thật là chúng ta ngày nay bận rộn nhiều việc quá, nên đôi khi cũng mất thời giờ tu huynh đệ. Còn cái thờ khóa biểu gọi là thờ khiết biểu Niết Bàn của Đức Phật á, là luôn luôn có những lúc mà không làm gì, ngày nhập định ngồi thiền, gọi là
Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, trong khi Ngài ở yên một mình, Ngài thiền định, Ngài suy nghĩ, khởi lên tư niệm sau, tức khởi lên sự cái suy nghĩ, một cái suy nghĩ như sau: đã thuần thục là những pháp đã đưa đến giải thoát cho Rahula. Vậy ta hãy huấn luyện Rahula hơn nữa trong sự đoạn tận các lậu hoặc. Ngài nghĩ rằng là đã đến cái thời điểm rồi để huấn luyện cho tôn giả Rahula để đoạn tận các lậu hoặc. Cho nên đó là các cái pháp đưa đến giải thoát cho Ngài Rahula đã thuần thục rồi. Còn như chúng ta là đã thuần thục chưa? Đã thuần thục là những pháp đã đến giải thoát cho thầy Pháp An, cho cư sĩ Tịnh Vinh, cho cư sĩ Diệu Thúy gì đó. Cho nên cái việc tu tập chúng ta nhiều khi mới khởi điểm thôi, chứ cũng chưa hẳn rằng là đã thuần thục đâu. Cho nên cái quá trình học bài cũng vậy, mới học bài khác, học bài nó thuần thục, nó nhớ thấm, nó khác chứ. Cho nên chuyện học pháp tu cũng vậy, phải còn một cái thời gian. Quý vị thấy tôn giả Rahula cũng lâu chứ đâu phải mau đâu. Từ 7 tuổi đến 18 tuổi, giai đoạn này nhiều chỗ nói tới khoảng 22 tuổi, được mấy năm sau. Bài kinh này là bài kinh là đã trưởng thành rồi, và cũng đã sâu mấy năm so với cái bài gọi là Đại Kinh Giáo Dân Lào La. Cho nên Ngài đã quán chiếu, phải quán chiếu. Cho nên Sư Hoàng thấy cái việc mà nuôi dạy một đệ tử nên người thiệt là gian nan, phải theo dõi tâm ý của nó. Giống như quý vị nuôi con ạ, phải theo dõi con cái mình nó có mấy động tâm ý gì không, hay là bình thường. Cho nên Ngài quán chiếu thấy rằng tôn giả Lào La đã thuần thục các pháp mà đưa đến giải thoát. Chứ không phải là các pháp đưa đến sự nhiễm ô. Đã thuần thục các pháp đưa đến giải thoát. Cho nên Ngài nghĩ rằng là Ngài thị huấn luyện cho tôn giả Rahula nhiều hơn nữa trong việc đoạn trừ các lậu hoặc. Được một vị thầy như vậy sướng quá ha. Quý vị có ao ước rằng là mình có được một vị thầy bổn sư ý chí sư mà như vậy không? Muốn có thì lâu lâu cũng phải lạy Phật khởi ý nguyện, mong rằng con gặp được các bậc thầy sáng bạn hiền chỉ cho con cái đạo lộ tu tập giải thoát giác ngộ. Mình phải có khởi lên cái tâm mong cầu mà mình tạm gọi là cái thập tha thiết đó, tâm tha thiết, cho nên gọi là cầu nguyện là vậy. Do cái lòng thành của mình và mình khởi lên, nó tương ứng, tâm nó tương ứng, nó gặp nhau. Và từ đó do cái sức tâm của mình nó phát ra, nó chiêu cảm, thì mình mới gặp được thầy. Chứ không phải là lúc nào cũng ngẫu nhiên mà được đâu. Nên quý vị muốn làm tìm thầy, quý vị cũng phải khởi lên tâm tha thiết mong muốn. Chứ nhiều khi vị thầy trước mặt sờ sờ đó mà đâu có biết, nhưng đâu nhận ra đâu. Đó, như sư đọc cái tác phẩm Hồ Trôi Trên Sóng Nước của ni sư gì là Sami gì đó. Đi tìm thầy đã đời, cái ông thầy trước mặt đó, là cái ông thầy chỉ đạo dẫn lối đó, nhưng mà cái lâu nay cũng tưởng tượng ông này là phải cái thần thông biến hóa cái gì là điện lạ lùng. Cuối cùng người thầy chân chính thật sự là người thầy trước mặt của mình, không ai. Cho nên mình phải có khởi lên cái tâm tha thiết mong muốn, ước ao. Suy nghĩ quý Phật tử cũng vậy, chứ không phải cái vị thầy nào mà tế độ mình là vị thầy là chân sư hết đâu, thưa quý vị. Tế độ là tế độ, nhân duyên tế độ, chứ không phải là chận sự hết đâu. Nhưng mà mình không phải vì vậy mà mình xem thường cái ơn của ông thầy tế độ mình. Nhưng mà không phải vì chuyện mà ông tế độ mình là ông là chân sư, là trong mọi trình độ. Quý vị nhớ, đối với Đức Thế Tôn là khác. Đức Thế Tôn thì Lào La 7 tuổi, Ngài có cái bài giáo giới Lào La lúc 7 tuổi. 18 tuổi khởi lên cái tâm dục nhiễm phát sinh, mà chưa có gì nhiễm ô lắm á, chỉ mới nhìn thấy ồ Đức Thế Tôn đẹp người ghê luôn, mình là con của Đức Thế Tôn nên là thừa hưởng cái gen này, cũng đẹp cao to trắng trẻo, hồng dễ thương, mũi cao, miệng trái xoan gì đó, ông vân, chỉ mới có là chấp vào cái tướng trạng đẹp của mình thôi. Đức Thế Tôn biết, Đức Thế Tôn dừng lại, đang đi khất thực về, hai thầy trò đứng đi nghiêm trang về, Đức Thế Tôn đứng lại
nhìn để cho ngày lao la đủ sức là bình tĩnh á, để coi lại rồi từ từ để nhìn để mà ngày lao la cũng dừng lại tâm mình á, còn quay lại này lao la, chứ không phải thấy quay lại la liền đâu. Phải không? Ngài đứng ngay đâu ngài nhìn về cái ngày rào la là biết có vấn đề rồi. Cái khoảng thời gian này để ngài sắp xếp lật đầu nằm quay lại này rào la. Các pháp các sắc pháp dù là thô hay tế, xa hay gần, liệt hay thắng, vân vân, đều là vô thường. À, bệnh nào ngài cho thuốc ngay đó liền. Khác với chúng ta là chỗ này. Cho nên trong trường hợp này, trong một lúc ngài đọc cư thiền định, ngài mới suy nghĩ Râu La đã thuần thục các pháp đến giải thoát, cho nên hãy huấn luyện thêm để đưa đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Thế là Đức Thế Tôn vào một buổi sáng, chắc là buổi sáng hôm sau, Đáp Y cầm bát vào thành Savatthi để khất thực. Mà sau khi đi khất thực rồi tới tìm một cái chỗ thanh vắng thọ trai, rồi sau đó đi trở về trên con đường đi khất thực trở về, Thế Tôn cho gọi tôn giả Râu La và nói, gọi tôn giả Râu La lên dậy. Cho nên nhiều bài kinh Đức Phật chủ động trong cái việc giáo hóa. Mình dùng nói từ giáo hóa hay cảm hóa, nó được thuộc cái phạm trù giáo dục hết. Cho nên tất bao nhiêu bài kinh của Đức Phật là bao nhiêu cái bài học giáo dục mà chúng ta phải học. Ai làm công tác giáo dục, nghiên cứu giáo dục phải học từ những cái bài học này. Đúng không? Giáo dục kịp thời, đúng lúc, đúng đối tượng. Trong trường hợp này là trong trường hợp khác thì hai thầy trò đi khất thực, Đức Phật dừng lại. Trong trường hợp này Đức Phật chủ động thấy rằng cần phải khai thị vào thời điểm đó, Đức Thế Tôn cho gọi tôn giả Râu La lên và dạy: Này Râu La, hãy cầm tọa cụ, chúng ta sẽ đi đến Andavana để nghỉ 3 ngày. Sau khi đi khất thực, Đức Phật dừng lại đây kêu tôn giả Râu La lại đây. Hai thầy trò cùng nhau đi vô một cái khu rừng vắng vẻ. Thấy hay quý vị, mình mà được thầy dạy chắc mình cũng đắc đạo mất rồi. Chứ gì nữa, không sự thật, cho nên chúng ta cũng khởi phở lên cái tâm tha thiết mong muốn ước ao. Nhưng mà sự thật nhiều khi chúng ta còn nhiều ô nhiễm quá, giờ có thầy xuất hiện là cũng vậy à. Sự thật là trong cái thế giới ta bà này có nhiều Phật Bồ Tát lắm, nhưng không phải không đâu. Nhiều bậc thánh tăng lắm mà do tâm ô nhiễm chúng ta nó nhiều quá, như vậy nó cũng bấy nhiêu thôi à. Cho nên bắt đầu Đức Tôn bảo hay cầm ý bác tội cụ theo ta. Tội cụ đi vào rồi có chủ trả, chứ không cần phải tới ai mà đi quét dọn rồi trải chiếu rồi làm cho sạch sẽ phiền hạ đem tội cụ là vậy. Để trải trên cái khu rừng chỗ nào đó là ngồi lên là sạch sẽ, không có dơ quần dơ áo, không dơ y gì hết. Rồi Thế Tôn, tôn giả Râu La văn đáp Thế Tôn, cầm lấy tọa cụ và đi theo sau lưng Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ hàng ngàn chư thiên, là quý vị thấy không? Cho nên thờ Đức Phật giảng, ngồi cái chúng hữu hữu hình là con người, còn có vô số chúng chư thiên nữa. Như bài kinh Chư Pháp Luân ở Lộc Uyển á, là nói nhiều về hàng ngàn chư thiên nghe pháp, tại vì đó là bài pháp đầu tiên họ hân hoan, họ chờ đợi. Ở trong cái trường hợp này, hai thầy trò đi vào khu rừng Anda thì hàng ngàn chư thiên đi theo sau và nghĩ rằng hôm nay Thế Tôn sẽ huấn luyện cho tôn giả Râu La hơn nữa trong sự đoạn tận các lậu hoặc. Họ biết Đức Thế Tôn suy nghĩ như vậy, Đức Thế Tôn kêu tôn giả Râu La như vậy, và họ cũng suy nghĩ được. Thật ra chư thiên họ đọc được cái tâm của chúng ta, nhưng mà họ không phải do chứng được là tha tâm thông do sự đoạn trừ lậu hoặc, mà do họ phước báu thần thông.
giống như chư thiên được thần túc thông họ đi từ tại vậy, họ bay đi cùng khắp hết, họ khởi lên một ý niệm họ lập tức họ sanh qua thế giới bên kia. Cái đó không phải do đoạn trừ lậu hoặc thần thông mà do phước đức thần thông. Cho nên thần thông có thể do đoạn trừ lậu hoặc, đoạn thần thông có do phước đức, là thần thông do sanh thú nữa thưa quý vị. Sanh thú tức là cái giống loài. Trong kinh nói như là loài Naga tức là loài rồng. Loài này là nó sanh thú thần thông. Sanh vào cái cảnh giới đó nó có thần thông biến hóa tự nhiên, năng lực phi thường nó vốn sẵn sanh ra là có. Cũng giống như là chư thiên cũng vậy, nhưng mà do họ ở cảnh giới cao hơn mình tạm gọi là phước đức. Kiểu họ cũng là sanh thú thôi, nhưng mà do cái phước báo họ lớn cho nên gọi là phước báo thần thông. Còn như chúng ta đây là đoạn trừ lậu hoặc nếu chúng ta hướng đến. Còn một số nữa là bùa ngải thần thông. Phần lớn trong hiện nay những cái thần thông là bùa ngải thôi, bùa chú, chú thuật, bùa chú hay chú thuật. Cho nên sức mạnh của chú thuật nó có, các thầy tu luyện chú là nó có hiệu quả hết chứ không phải không đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ dễ rơi vào cái danh lợi. Nghe cả những vị mà người ta giỏi về phong thủy đó, phong thủy là một môn khoa học. Nếu những người nào giỏi, ta cũng khám phá được cái quy luật vận hành của trời đất và quy luật vận hành của con người với cái khu vực đó. Ta đưa ra những cái nguyên lý rất đúng. Nhưng mà coi chừng mấy ông thầy mà làm việc đó chạy theo danh lợi, không còn thời gian để giáo hóa chúng sinh. Nhiệm vụ của chúng ta làm gì? Giáo hóa chúng sinh chứ không phải là kiếm lợi kiếm danh. Cho nên nhiều khi ví dụ mấy thầy phong thủy giỏi quá, toàn là bộ trưởng mờ, thứ trưởng mờ, phải không? Chủ tịch văn phòng chính phủ mờ, dân dân vân. Ví dụ tại sứ đảm đặt vậy thôi chứ sứ cái này xứng rành. Còn thời giờ đâu nữa mà đi giáo hóa chúng sinh thưa quý vị. Mỗi lần đi vô gặp thầy ví dụ Pháp Minh đi, vô phải 3-4 lớp cửa. Trời ơi, mình phải tìm cách đem đạo đến vào đời ở đây. Bây giờ ta đến ta cầu mình khó khăn quá chừng vậy thì biết rằng là mình cắt đi cái con đường giáo hóa chúng ta. Cho nên Phật không cho chúng ta làm các cái nghề đó là vậy. Mình sống mà giàu sang quá rồi không tu được, danh lợi nó bủa vây. Cho nên mình ông thầy nghèo nghèo á, vậy nhưng mà là an. Ông thầy mà nghèo nó gọi là an bằng thủ đạo. Còn mà thầy mà đại gia chưa chắc gì giữ được đạo. Cho nên quý tăng ni chúng ta đây phải thấy được rõ, mà quý Phật tử thì cũng phải nên thấy được điều này. Trở lại bài học chúng ta, thế là hai thầy trò đi vào khu rừng Anda. Andavana tức là lâm là rừng đó. Cho nên sẽ nói khu rừng Anda không phải nói thiếu đâu. Khu rừng tức là anh là Vana đó. Thì hai thầy trò đi vào rừng Anda rồi, ngồi xuống trên một cái chỗ đã soạn sẵn dưới một gốc cây. Tôn giả Rao La đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế quý vị thấy hay. Cho nên truyền thống mà lễ bái Nam Triều Hà giữ được, khất sĩ khoảng 50-60% cũng còn giữ được, 40-50% cũng biến chất. Nam Truyền sư cũng chưa có sâu sát được, sư chỉ đến mấy cái trú xứ lớn thôi, nhưng mấy trú xứ nhỏ sư vừa tới. Trú xứ lớn tới là hay lắm thưa quý vị. Sư tới sư hỏi gì gặp thầy Pháp An hỏi bao nhiêu tuổi hạ, how many vasa vasa, ông nói 20, nói 30 đi. Hỏi sư Hoàng, ông hỏi lại sư Hoàng nhiêu, nói em tuyến đi phải vasa vasa 25 thôi. Nghĩa là mình quỳ xuống mình đảnh lễ. Trước một hạ là đảnh lễ rồi, quỳ xuống đảnh lễ, chào nhau bằng sự lễ bái. Đẹp lắm thưa quý vị. Tâm ngã mạn mình nó được đoạn trừ dần. Mặc dù là rất có thể rằng là tâm phàm mình chưa có cung kính gì đấy trọn vẹn. Nhưng mà như là một vị cái pháp lạp cao hơn mình một năm là mình cung kính. Từ đó cái trật tự của xã hội trong tiền giả được thiết lập một cách rất vững vàng. Không có trường hợp hỗn hào việc vị. Ăn cơm ngồi theo thứ lớp, tụng kinh ngồi theo thứ lớp, khất thực ngồi theo thứ lớp, quỳ xuống lễ.
nên là truyền thống khất sĩ khi mới thành lập là tổ sư Minh Đăng Quang dựng lập với cái chí nguyện là nói truyền Thích Ca chánh pháp, cho nên những gì mà tốt đẹp thời xưa đức tổ sư Minh Quang vận dụng hết triệt để luôn. Những gì tốt đẹp ngày xưa là tổ sư vận dụng hết, những cái gì này phát sinh của đại thừa mà sau này thấy không được thôi, nhưng mà trường hợp ăn chay thì thấy tinh thần đại thừa này nó phù hợp, tổ sư vận dụng ăn chay vô, buộc ăn chay khất thực, thay vì ta cúng gì nhận đó rồi không, khất thực phải nhận chay để giáo hóa, để khích lệ người khác hành thiện. Ta tới người ta cúng thịt nữa không, nhà sư dùng chay họ phải nghĩ thôi đi mua thức ăn chay, họ gì họ suy nghĩ sao ông sư phải ăn chay. Đây cũng là phương pháp giáo hóa thôi. Cho nên mục tiêu của chư tăng chư đây chúng ta, quý vị có xây thất đi nữa, xây thất tạm ở, nhưng để mục tiêu là để giáo hóa. Nếu như xây thất như là một nhà cư sĩ thì uổng lắm thưa quý vị. Nếu quý vị không tu nữa thì giống như trong kinh Đức Phật Quế vậy, Quế vậy đó, là gọi là cư sĩ trọc. Nên huynh đệ chúng ta phải biết nhớ điều này. Xây thất đi nữa, ở tạm thôi, để mục tiêu là để giáo hóa. Nếu được thì phải hội nhập với hội chúng. Cho nên sư cũng ưa việc mà tăng ni mình ra thất hoài, chút mới xa gì một năm hai năm cứ đi ra, rồi hạt tiền khương một năm hai năm. Trong luật là gì? Ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu thính giá tham thiền, mất hết 10 năm, 5 năm phải tinh chuyên giới luật, nghiên cứu luật tạng cho thông suốt, 5 năm sau phải là vạn lý tầm thầy, vạn lý tầm sư, ngàn dặm tầm thầy mới đi học được đạo pháp. Thì lúc bây giờ sau đó 10 năm sau mới xuất sư, nếu người đó là đủ bản lĩnh để làm thầy. Nên là huynh đệ chúng ta ai có điều kiện do cha mẹ cúng thất, Phật tử cúng thất thì cũng thôi tạm nhận đó, để sau này cái điều kiện thì mở rộng cả gia vi tự. Nhưng mà chúng ta đừng có chủ trương là cứ cất thất bất đắc dĩ vì lý do nào đó. Nên quý Phật tử cũng nên đừng có ủng hộ quý thầy cô mà cứ cất thất nhỏ, không được chuyện gì đâu. Góp phần làm cho Phật Pháp bị chia rẽ, góp phần làm cho Phật Pháp suy tàn. Chứ không phải cúng dường là được phước đâu. Cúng dường nhiều khi tổn phước. Tức là mình đã góp phần làm cho cái sự suy vi chung. Cho nên hôm trước như sư nói đó, đâu phải cúng rượu là có phước đâu. Cúng những gì các thầy muốn là có phước đâu. Không có đâu, không phải cúng là có phước đâu. Cho nên cúng cái gì cần phục vụ cho cái mục đích phạm hạnh, phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ, phục vụ cho cái việc tiếp chúng độ sanh, xây chùa đúng cần, mô hình ổn định cho cái thầy, bớt vật chất, lo củng cố đạo hạnh tinh thần, có chỗ để giảng kinh thuyết pháp vân vân. Chứ còn mà cái phục vụ cho cái gì mà chỉ cái cơ sở vật chất, chỉ như đó là chuyện của thế gian. Nhớ để chuyện thế gian họ làm chứ. Cho nên thầy chúng ta là người tu sĩ mà đi lấy cái sở trường đi làm sở đoản là thua. Quý vị nhớ chúng ta sở trường là gì, sở đoản là gì. Thì nếu chúng ta mà lấy sở trường đi làm sở đoản là thua. Mà lấy sở đoản đi làm sở trường đâu được. Việc chúng ta giáo hóa tu tập chúng ta không lo, mà chúng ta đi lo cái việc cái gì bên ngoài xã hội là chúng ta không làm tới đâu hết rồi. Bị những chuyên gia xã hội ta xem mắt thầy chùa đâu ra gì, thêm mắt thầy tu đâu ra gì. Nhưng mà chúng ta cứ lo tu, giảng kinh thuyết pháp đúng mức, bảo đảm quý vị học 10 năm 20 năm cũng ăn thua gì họ. Họ học đâu có bằng cái kinh nghiệm sống, cái tu thật, cái trí tuệ này, từ cái hiểu biết thật. Bây giờ giống như cái hiểu biết nè, chỉ còn mắt, hiểu là thấy, nghe qua bộ não. Nhưng mà cái biết của Phật tử nó khác à. Mà đây mình tạm mới dùng hình ảnh để mình so sánh cái biết cũng là cái biết nhưng biết khác. Biết văn tư nó khác với văn tu. Cái tu tuệ, cái biết của tu. Ví dụ ăn đồ, nữ nhìn nhiều thấy đồ thiêu, ăn vô, thiêu đó. Nhưng bao tử mình nói ra. Chức năng trong người mình không chịu được nói ra. Cái biết của bao tử là nó không dung hóa được cái này. Tống ra liền. Cái khác á. Cái mà thực nghiệm của quý huynh đệ rồi, biến thành cái biết thật sự, gọi là tuệ giác thật sự, nó khác với cái mà đầu tiên học về kinh văn. Khác nhau nhiều ghê lắm.
Bây giờ cái biết của cái da nói mình ai nhìn vô nó cái gai đâm vô là đau nè, cũng biết cái đau chứ. Nhưng mà cái gai đâm thẳng vô da, vô thịt mình, cái cũng là cái biết, nhưng cái biết của cái tự thân từng thớ thịt nó khác với cái biết của cái hình dung. Đúng không? Khác nhau nhiều lắm huynh đệ. Cho nên chúng ta cứ lo hành trì đi. Cái biết cư sĩ chỉ là học thuật bên ngoài, rờ mớ bên ngoài chơi thôi. Nếu không hành trì nó khác nhau. Cho nên chỗ này lúc bây giờ hàng ngàn chư thiên đi theo Thế Tôn. À, quý vị thấy không? Mình giảng pháp hay không phải chỉ một người nghe đâu. Chư thiên nghe. Ví dụ ngay cả cái mình sư không dám nói chuyện với sư, nói chuyện sư không khéo nói dễ sanh ra ngã mạng. Sự thật là nhiều khi giảng pháp là rất nhiều chư thiên phi nhân ở trong khu vực tịnh xá chùa chiền, họ nghe pháp chứ. Họ nghe pháp cho nên họ mới là có cái tâm là giải thoát, họ mới buông xả, họ mới đi tái sinh đầu thai. Tại sao mấy hương linh ở trong chùa họ đi tái sinh được? Bởi vì tăng trưởng phước báo, họ làm các việc phước thiện bằng âm thầm, bằng ý niệm, và tâm họ không dính mắc nữa. Cho nên các thầy ở chùa giảng kinh thuyết pháp không phải cho đối tượng người sống hữu hình nghe, mà cho vô hình nghe. Quý vị tụng, các thầy tụng kinh không phải cho người sống nghe không, mà người chết nghe. Dĩ nhiên người chết phải có nhân duyên, những người nào chịu vô chùa tu chứ người chết mà lúc đó họ nóng nảy, họ chưa bao giờ nghe kinh, nghe mình tụng kinh họ bực mình. Nhiều người họ có cái cực đoan, nói tôi không ưa bấm thầy chùa, tôi không ưa bấm sư tớ, mình cố tớ là họ sanh phiền não. Còn bây giờ nếu mà mình ở đức độ thật, báo đó là sự hiện diện của mình không cần tụng dài. Nhiều Phật tử nói là mà thầy phải đến tụng dài nó mới đủ kinh, còn tụng ít quá thì không đủ kinh. Thì cũng có trường hợp là mấy thầy, mấy sư mình cũng vậy. Nhiều khi thấy Phật tử mà có điều kiện thì tụng dài, mà Phật tử mà nghèo nghèo tụng ngắn sao được. Vấn đề là tụng có thành hay không, và có sự lay động, sự chuyển hóa người nghe. Người nghe thì gồm hai thành phần, một người sống, hai người chết. Cho nên các thầy tụng kinh hay, sư hoàng cũng quý lắm á. Sư hoàng là người tu mà nghe các thầy tụng kinh là cứ đứng mà nghe. Mấy sư khất sĩ tụng kinh nhiều khi dở quá, sư hoàng rầy hoài thôi. Tụng như người sống nghe không nói, làm sao người chết nghe được. Sư hoàng cũng nói thật chứ, nói trời ơi, mình sống để nghe không nói mà người chết ta phiền não chết luôn. Cho nên tụng kinh cũng phải âm điệu nhẹ nhàng. Nếu quý thầy có khánh, có linh, thì đang đậu gì đó thì cũng có cái gọi là pháp khí hòa vào. Nhưng đừng lớn quá, ác mất là kinh. Nhiều thầy tụng kinh thì nhỏ mà cái tiếng mỏ thiệt to. Dễ tụng để làm gì đây? Chỉ nhiên đó tụng lợi ích cho bản thân, còn không ai nghe hết. Các pháp khí các thầy sử dụng để nó hòa âm, phối khí nghe hay, nhưng mà phải nhẹ lại. Nhẹ thiệt nhẹ để cái lời kinh được rõ. Rõ lời kinh tác động vào tâm thức mới quan trọng. Nên các thầy trong bàn nghi lễ các thầy phải nhớ điều này cũng rõ. Những chỗ nào cho nên các thầy mà nhiều thầy khéo thôi, mình ngức hơn thì các thầy đánh tiếng mỏ lớn. Mà mình mà tụng một lần bình thường các thầy gõ mỏ nhẹ 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 để nương theo. Cho nên sư hoàng là tụng đi nghe theo các thầy là tụng ngầu đó, mình nghe kinh thôi cũng sướng nữa. À, như vậy tâm mình nó được là chuyên chú duyên vào. Cho nên ở đây hàng ngàn chư thiên đi theo Thế Tôn và nghĩ rằng hôm nay Thế Tôn sẽ huấn luyện cho Tôn giả Rào là hơn nữa trong sự đoạn tận các lậu hoặc. Rồi Thế Tôn đi sâu vào rừng Andavana và ngồi xuống trên chùa đã soạn sẵn dưới một gốc cây. Tôn giả Rào là đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả nói với Tôn giả Rào là đang ngồi một bên: Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Con mắt là thường hay vô thường? Quý vị đừng có coi câu trả lời sau, giờ cứ coi như Đức Thế Tôn hỏi quý vị đi. Này chư vị, con mắt là thường hay vô thường? À, vô thường. Này chư vị, lỗ mũi là thường hay vô thường? Này chư vị, lỗ tai là thường hay vô thường? Này chư vị, cái lưỡi là thường hay vô thường? Này chư vị, cái thân này
là thường hay vô thường? À, ai cũng trả lời vô thường hết. Ngay cả này chứ vì các ý niệm của quý vị là thường hay vô thường? Vô thường. À, bây giờ chúng ta trở lại bài chúng ta thử Đức Thế Tôn. Nói gì? Đức Thế Tôn chỉ hỏi một vấn đề thôi. Hỏi một vấn đề để điển hình. Này Rao La nghĩ thế nào? Con mắt là thường hay vô thường? Tôn giả Rao La trả lời: Bạch Thế Tôn, là vô thường, tức là con mắt là vô thường. Đức Thế Tôn hỏi tiếp: Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Chữ khổ này là đúc kha, lạc này là su kha. Chữ khổ này không phải là khổ đến cái chỗ mà thiếu cơm ăn áo mặc, không phải là thiếu cơm thiếu nước bức bách, hoặc là khổ là do bị cưa tay chặt chân. Khổ không phải do bị tai nạn mất một phần nào trên thân thể, không phải vậy. Là khổ đó là đã khổ rồi, khổ cùng cực ai cũng thấy. Nhưng chữ đúc kha trong tiếng Pali, chữ khổ, nó bao hàm cái nghĩa là sự biến hoại, sự thay đổi, sự không tồn tại như ở một thể dạng. Đúc kha nghĩa rất rộng. Cho nên còn sự biến hoại, hay gọi sự biến dịch, sự thay đổi, là khiến cho thân tâm mình nó không ở yên, nó bức rứt. Cho nên trong một trạng thái mà thấy mình bị bức rứt, bất an, lo âu, sợ hãi, cái này là khổ không? Hay không khổ thưa quý vị? Khổ, quả thật là khi chúng ta sống trong đời này có thấy cũng khổ thiệt. Thi cử cũng tới, lo âu cũng là khổ không? Khổ quá đi chứ. Khổ cả tuần, nửa tháng, thậm chí tới trước khi ngày thi là thức trắng cả đêm, học bài lo âu, thậm chí phải viết vô tay, là càng khổ rồi. Nhưng vô tay mình muốn coi không được càng khổ nữa. Sự thật là càng khổ chứ, mình tạo cái khổ gì nữa. Từ cái không thuộc bài này mong muốn được điểm cho đậu, rồi không biết là mình cứ lo ở phía sau mình có thầy cô nào đứng phía sau không. Phía trước mặt thì mình còn quan sát kiểm soát được, còn phía sau lưng bao nhiêu tâm lý lo âu căng thẳng sợ hãi, quả thật là thấy các vị khổ thiệt. Cho nên làm thế nào chúng ta học mà bớt khổ? Học cứ học, cố gắng hết sức mình, tới đâu hay tới đó, hết sức mình thôi. Chúng ta cứ xác định đây là một cái phương tiện để chúng ta tiếp cận giáo pháp Phật, để chúng ta thẩm thấu lời Phật, chúng ta nghiền ngẫm lời Phật, và nếu được ứng dụng lời Phật trong đời sống hàng ngày, vậy thôi, không có chuyện gì phải khổ hết. Tới đâu hay tới đó, mà hết sức mình thôi. Không cần phải so sánh với người A, người B, không cần so sánh với Pháp An, so sánh với gì Minh, gì đó, không cần so sánh với ai. Trí năng của mình tới đó, chấp nhận tới đó. Quỹ thời gian mình tới đó, chấp nhận tới đó. Điều kiện hoàn cảnh mình cho phép tới đó, chấp nhận tới đó. Hết việc, sống an vui. Không thiệt, nhưng mà không có muốn quý huynh đệ học mà cực khổ quá làm gì đấy. Học Phật để ứng dụng vô để được nhàn nhã an vui, chứ đâu phải học Phật để làm khổ đâu. Để được cái gì? Khóc lóc kể lễ, than thở, ý ôi. Không cần. Ông thầy thì ông có cách huấn luyện, ông muốn cho mình học bài nhiều mình. Thì ông muốn là chuyện của ông, còn mình không làm được thì thôi, chuyện của ta. Chấm điểm rớt thì kỳ sau học lại, không có chuyện gì mà lo. Điểm số cũng là một phần thể hiện cái sự nỗ lực của chúng ta, điều kiện cho phép chúng ta. Cho nên sư Hoàng nói qua với quý đệ mấy khoa chính quy vậy, không phải thấy sinh viên thi lại là xem thường đâu. Ngày đó thì thở gió, ngày đó đám tang đám táng, ngày đó lại bị bệnh, ngày đó đau bụng, ngày đó bao nhiêu chuyện phiền não nhà đô ập tới, mình không kiểm soát được, biết bao nhiêu vấn đề phát sinh, chưa nói tới cái nghiệp lực của cái con người đó, cái trí năng học việc hơn chậm thuộc nữa. Mình nhưng mà thấy người ta ai ôi chớ vội cười nhau, cười người dây trước,
Thay vì ta nói cười người hôm trước, sửa đổi lại người cười người dây trước lận, thì dây sau người cười. Nên là anh em nào học có thấp thì sư rầy la sư nhắc vậy để cho được khích lệ thôi, chứ không phải là trong lòng mình là xem nhẹ anh em, mà không có. Giờ hỏi thầy đàn lớn tuổi dài biểu học bằng mấy thầy trẻ sao bằng. Hỏi thầy vậy bây giờ lớn tuổi vậy là sao học, rồi sư cô là già rồi thứ hai đó. Tuổi này đáng lẽ là tuổi về hưu, nghỉ ngơi. Bây giờ đi học ở biếu là sao bằng mấy thầy trẻ. Cho nên mấy thầy cũng đừng có so sánh chứ, không thật à. Rồi mấy thầy có điều kiện, ở điều kiện tốt, còn kia cực khổ quá trời. Ta nuôi 100 đứa trẻ con, lo nó ăn ngày ngày, lo chuyện này chuyện kia không xong rồi. Không thật, mình phải xét chứ. Cho nên mình phải xét, mình chưa thấy hết thì ít ra mình mở rộng cái tầm nhìn ra vậy, để tâm mình là quan hệ nhân sư là an vui lắm. Từ xa vô 500 nhưng mà giờ đến khi tốt nghiệp 150, đó là thành quả thật. Đâu phải ai cũng có thời gian điều kiện để đeo đuổi hết cái chương trình này, đúng không? Cho nên mình nói thái độ như vậy là an vui. Trở lại bài học chúng ta, vô thường là khổ, hỏi khổ hay lạc? Chỉ lạc này su kha là lạc tuyệt đối. Lạc tuyệt đối đó là gì? Là niết bàn. À, nhưng mà giờ nói cái lạc tương đối, dĩ nhiên vô thường mà đâu chấp nhận được. Con mắt mình bây giờ cái hai con giờ bỏ mất con vì lý do nào đó nó nhậm đi, hư mất con buồn không? Buồn quá đi chứ, không thấy đã khổ rồi mà tự thân mình tủi thân tủi phận nữa. Cho nên cái gì vô thường là khổ, cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, thờ cứ hợp lý chăng khi quan sát cái ấy. Cái này là của tôi, cái này là tôi, là tự ngã của tôi. Cái bài này, cái điệp khúc này hôm trước cũng đã nói rồi. Ngó vậy chứ cái điệp khúc này là nó trở thành là thâm căn cố đế, dạng kiếp, gắn bó với chúng ta. Không phải ai cũng dễ thấy là cái này là không phải của tôi đâu. Của tôi hết á. Từng cái kẹp táp của tôi, từng cái vở của tôi, cái viết của tôi. Chứ sao? Có ông sư đi tu mà người ta mang đôi dép đẹp của ông, để lại đôi dép xấu. Ông phiền não. Sư muốn nói rằng trời ơi, cái cả cuộc đời mình là một đôi dép rách rồi. Cả cuộc đời mình còn một đôi dép rách, cũng phải buông bỏ, huống chi là một đôi dép rách thật, một đôi dép đẹp. Càm ràm gì? Ngày xưa chư Phật, chư Tổ, Bồ Tát rồi như truyền thống quốc sĩ đoạn đi chân không không à. Bây giờ mình có dép mang được rồi, mà lỡ mà ai mang lộn thôi, sức càm ràm cái gì? Không có cái quyền đi càm ràm ở đây. Sự nói vậy đó. Mất dép là chuyện bình thường. Mất dép đi chân không rồi, có đỡ lại đâu dép mà. Mình đi chân không thấy gì, đi chân không có đúng cách chứ. Đúng cách của nhà sư khất sĩ là phải đi chân không. Dĩ nhiên là đời sống ngày xưa nó khác với kinh tế ngày nay. Dĩ nhiên nếu mà có mang với nó phải phù hợp, mang đôi dép đẹp như để ta mặc lại mặc, xong rồi cứ càm ràm. Đã đi tu rồi mà càm ràm vì đôi dép, sư nói cả cuộc đời mình còn như đôi dép rách. Đừng có nói rằng là đôi dép. Cho nên quý vinh đệ cũng đừng có càm ràm, không nói sư nói thật á, mình phải tập quán chiếu một chút xíu. Cuộc đời này hôm bữa sư nói chuyện mà giả như mất chồng mình nó đi theo người, ông chồng theo người khác thôi cảm ơn. Giải phóng khỏi trói buộc để tôi lo chuyện của tôi chứ. Hồi xưa tôi mê làm cho nên tôi mới theo ông về nhà. Phải làm công tác phục vụ bao nhiêu năm. Giờ nếu còn tốt đẹp thì hai người cùng nâng đỡ nhau trong cuộc sống này. Mà nếu không tốt đẹp thì chia tay. Để tôi cảm ơn. Không thiệt á. Cũng một vấn đề nhưng do mình tác ý tự nhiên quý vị nhẹ nhàng ra. Nhưng mà vấn đề thôi, chồng của tôi, ôi chồng của tôi, con kia nó giật chồng tôi rồi. Tức quá. Mới đi đánh ghen chứ. Giáo hoàng có bà gì đi đánh ghen, bà bỏ cái dao. Như vậy. Đi đánh ghen bà bỏ thủ một cái dao bấm phát là bẹt nó bật ra đó. Thấy không? Rồi phải đi can.
đi can thôi thôi, mình giải thích mà bị hiểu được như hiểu hiểu thôi, chuyện của mình cứ nhiệm vụ can giải thích. Có chuyện mà đi đánh ghen với chồng thôi, chồng muốn có con trai, ông đi kiếm bà nào đó rồi sanh ra cuối cùng con gái nữa, rồi bà này bà đau khổ. Nếu mà bà hiểu đạo, cái này không phải là của tôi, áp dụng chung, ông chồng không phải là của tôi. Của tôi gì? Của tôi tạm bợ trong vòng mấy mươi năm chứ. Kiếp sau ông tái sanh, ông chết sớm rồi, ông đi theo bà khác rồi. Chưa nói tới trong đời sống hàng ngày ta là ngoại tình trong tư tưởng nữa. Có gì là của tôi? Tương tự nếu ông chồng có được cái suy nghĩ này nói đối với mấy bà vợ, nếu cuộc sống chúng ta cũng có một chút phước báu, có bà vợ, bà chung thủy, bà chăm nom, còn nhiều bà vợ cũng trời ơi. Sẽ đọc thông tin trên mạng đó. Thế gian này là điên đảo, giả huyễn, không thật. Dục vọng nó bị chi phối dục vọng. Nam mà phụ nữ không đáp ứng dục vọng bỏ, rồi tức là hai bên không đáp ứng nhau là đi bỏ. Đó là nô lệ rồi đó. Sống trong cái dục của quý vị. Nên các thầy, các sư cô may mắn thoát ra dần. Thoát ra dần. Không thoát mình phải cảm ơn. Cho nên Phật tử nào mà trong trường hợp đó tới giai đoạn này là mỉm cười. Ông chồng không phải của tôi, cho nên ông ra đi là chuyện bình thường. Bà vợ không phải của tôi, ra đi là chuyện bình thường. Tạm bợ thay vì tới chờ tới chết mới ra đi, bây giờ ra đi sớm thôi, cho hỏi kiếp sau ta đi lấy người khác. Trong vô lượng kiếp có phải ông đó là một người làm chồng mình không? Cứ suy nghĩ đi. Quán chiếu câu này, nếu mọi thứ là vô thường, là khổ, là biến hoại, thời có hợp lý chăng để mà chúng ta quán, để chúng ta cho rằng cái này là của tôi không? Không. Cho nên tôn giả Rao La nói: Bạch Thế Tôn, thưa không vậy. Quán chiếu miết thôi. Đệ tử sư hoàng ở miền Bắc, ở xa xôi vô, tự nhiên có sư cô dẫn vô để mà nhờ gỡ, để mà cho đi học kỳ vân vân. Tới đùng cái ngày hôm kia, cái sư chuẩn bị ra Phan Thiết khai mạc khóa tu hôm qua, ông lên ông xin ông đi về mà bình thường là ông hiếu thảo mà chu đáo. Dĩ nhiên là ông chưa quyết tâm tu. Nếu thông thường tu khất sĩ một năm rưỡi thì bắt đầu giới thiệu lên Sa Di, mà đây là mà tập sự 3 năm rồi mà cho ông đi học hành y thôi, mà cũng chưa xác định được. Mà sư cũng thường nói đi nói lại, các con phải xác định lý tưởng thì muốn đi tu, còn không mà thôi, muốn đi về cứ thưa thầy trở về, chứ không có bắt buộc đi tu. Ông giữ mãi trong lòng, ông chờ canh sư chuẩn bị sư đi lên xe, cái ông ra ông quỳ lệ: sư phụ cho phép con đi về miền Bắc. Hỏi ông bác làm gì con? Nó con về con hỏi học xong chưa, chứ nói học xong rồi, mà mới học xong tức thì hôm qua bữa nay là xin đi về. Ông canh, ông sợ rằng mình có thời gian ở nhà mình là khuyên lơn, chắc nhớ ông. Ông canh lúc mình chuẩn bị đi, ông đoàn chào. Thì trong một nhất niệm thì mình cũng khó lên tâm buồn đấy. Nhưng mà nhờ mình học Phật, có cái gì là của mình, đâu phải đệ tử của mình, nhân duyên đến học đạo mình một thời gian. Giờ nghiệp lực nó có thể nó bùa vây, hoặc là trong cái suy nghĩ âm thầm mà nó giấu kín. Ví dụ thế, không phải của mình, đệ tử không phải là của tôi. Cho nên hôm nay là tiễn đưa đi lên về Đắk Bắc. Ví dụ thế. Tâm mình là không, trong này quý vị phải áp dụng thực tế trong cuộc sống. Đúng không? Nhất là tình cảm là nặng nề nhất. Tình cảm á. Cho nên rồi Đức Phật nói tiếp: Này Rao La, ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Dĩ nhiên, rồi Đức Phật hỏi chân cái câu này .. này, nghĩa là tiếp tục. Rồi Đức Phật hỏi: Nhãn thức là thường hay vô thường? Nhãn thức là gì? Cái biết của con mắt. Bây giờ sư hoàng nhìn cái hình ảnh này, cái hình ảnh này nó giữ nguyên mãi trong mắt của sư hoàng hay là nó có sự biến dịch thay đổi không?
hôm nay lớp học ngoan hiền, nhưng chút nữa không, thôi cho ngày mai đi là khác biệt rồi. Bây giờ ngồi yên trong lớp để học, nhưng chút nữa đi ra là vỡ như của ông đi ra, Như vậy cái biết cái thấy của mình nè, cái thấy của mình hôm nay và ngày mai, thấy của mình đầu tiên và cuối giờ, thấy chút nữa bây giờ, giống hay khác? Khác chứ. Trên cái biết về mọi sự vật hiện tượng luôn luôn của biến dịch, nó không có cố định. Đó là cũng là một cái quy luật khách quan của cái biết, hay là cái quy luật khách quan của vạn pháp mà đại biểu là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Sắc thanh hương vị xúc, pháp là gì? Những cái gì lưu lại trong tâm gọi là pháp, đối tượng của tâm là pháp. Cho nên nhắm mắt lại, mình có đối tượng trong tâm không? Nhắm mắt lại, quý vị ngồi thiền, quý vị có thấy những ý niệm nó chạy xe 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 trong đầu không? Những ý niệm đó là gì? Là pháp. Những cái gì được lưu lại, ghi lại trong tâm của mình, hay nói cái khác là đối tượng của tâm, đối tượng của sự nhận biết, là pháp. Như vậy, vạn pháp nó có cố định không? Không. Rồi, hồi nãy nói con mắt có cố định không? Không. Bây giờ cái biết của con mắt, tức là ba vấn đề ngang. Một là cảnh, hai là căn, ba là cái biết, là gọi là cái thức. Căn cảnh thức này nó cố định không? Không. Cho nên Đức Phật hỏi, nhãn thức là thường hay vô thường? Tương tự, nhãn xúc là thường hay vô thường? Cái tiếp xúc của sáu căn với sáu trần này nó cũng không có cố định, nó biến dịch trong từng sát na, thay đổi trong từng sát na. Rồi Đức Phật nói, do duyên nhãn xúc này được khởi lên thọ. Đó. Ví dụ như con mắt mình nhìn, nhìn anh em, nhìn quý sư cô, nhìn quý Phật tử, thì cái đối tượng là có rồi, căn mình có rồi, thì hai bên đã tiếp xúc với nhau. Cái tiếp xúc đó để rồi cái biết nó mới phát sinh. Trên cái biết phát sinh là phải có sự tiếp xúc. Mà tiếp xúc con mắt nó kiểu khác, tiếp xúc lỗ tai kia con khác, tiếp xúc cái tay nó khác, nhưng mà vẫn phải có sự tiếp xúc. Cho nên do duyên nhãn xúc này, đây là chỉ lấy một cái đơn cử mà khiến thọ được khởi lên. Thọ là gì? Là cái cảm giác. Thọ là gì? Là cảm xúc. Không, cảm giác, cảm xúc. Cảm giác, cảm xúc mình thấy bao gồm là cảm giác hay cảm xúc vui hay là khổ, khổ hay là lạc, vui hay buồn, và trạng thái nó trung tính, được gọi là xả, bất khổ bất lạc. Như vậy do mình nhìn như thế này, ví dụ lớp đương ăn ngồi nghiêm trang, ông thầy muốn lớp ngồi nghiêm trang nên ông thầy cũng khởi lên niềm vui. Nhưng mà ông thầy vậy mà không quản lý được cái lớp, thế lớp được một tăng ni thì ngồi chơi game, người thì chờ tin tức, coi tin tức, một người thì gọi điện thoại, một người trả lời tin nhắn, một người mở Facebook chẳng hạn, người quay lên quay xuống, đại khái như thế đi. Thì lúc bây giờ cái khởi lên cái tâm trạng ổng là gì? Ông phiền não. Ông phiền não nó biểu hiện qua chắc chắn là buồn, chắc chắn là unhappy rồi, không thể mà vui được, phải không? Thì như vậy nó khởi lên cái cảm xúc, một là cảm xúc do cảnh, hai là trực tiếp đó, hai là cũng do cảnh nhưng mà tự trong tâm mình. Cho nên do đó thọ được khởi lên, thọ tưởng hành thức. Cho nên từ do nhãn xúc này mà thọ tưởng hành thức nó phát sinh. Như vậy do cái sự tiếp xúc của căn và cảnh mà bốn yếu tố thuộc về tâm lý, ở đây nói rằng nó cái tiến trình tâm lý đây, thọ tưởng hành và thức. Thọ là cảm xúc hay là cái cảm giác, tưởng được gọi là cái tri giác, thông thường cái gì gọi là tri giác, nhưng tri giác này nó bao gồm rất nhiều chức năng chứ không phải một hai chức năng, nhưng được dịch cái nha nha này là cái tri giác, được dịch theo cái ngôn ngữ của tâm lý học gọi là tri giác, bao gồm nhiều cái chức năng lắm: chức năng tưởng tượng, chức năng hồi ức, chức năng ghi nhớ, còn nhiều chức năng khác nó liên hệ đến bộ đạo.
Rồi hành là gì? Sự vận động của tâm thức nó diễn biến một cách liên tục, mà trong tâm mình hết mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, tất cả các trạng thái tâm lý mà trong duy thức học hoặc là trong thánh pháp tập yếu luận được đưa ra thuộc là hành cả, ngoại trừ thọ và tưởng được bóc tách ra, còn lại tất cả 52 tâm sở trong thánh pháp tập yếu luận bóc ra cái thọ và tưởng, còn lại là hành hết, thưa quý vị. Nói chung các trạng thái tâm lý tích cực hoặc tiêu cực nó vận hành một cách tự nhiên của nó, cái này được gọi là hành sankhara, và thức là cái ghi nhận cái đối tượng hiện tiền. Như vậy do nhãn xúc này tiếp xúc, do nhãn xúc, nói cách khác do căn và trần tạo nên cái xúc này sanh ra thọ tưởng hành thức. Như vậy cái tổ hợp tâm lý này nó hoạt động trên cái nguyên lý là duyên sinh. Trên nguyên lý duyên sinh, cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Cho nên ở đây gọi là các pháp được khởi lên, ấy là thường hay vô thường. Do cái này có mặt trên cái kia có mặt, cho nên cái pháp mà nó có mặt này nó thường hay vô thường? Vô thường chứ, đâu có thường được. Đó, H2O là nước. Như vậy, đối với nhà khoa học bóc tách ra hydro cộng vô oxy ra nước, nhưng phải hội đủ các yếu tố tạo thành nước, mà không tạo đủ yếu tố thì hydro là hydro, oxy là oxy. Bạch Thế Tôn, bây giờ Đức Thế Tôn đặt vấn đề mà hàng loạt, do nhân duyên nhãn xúc này khởi lên, thì nhãn xúc này mà thọ khởi lên, thọ tưởng hành thức được khởi lên, các pháp được khởi lên, ấy là thường hay vô thường? Đức Phật đặt vấn đề. Nhiều khi chúng ta chưa có đủ cái trí tuệ tư duy một cách logic, cho nên phải cần có cái người khơi mào đặt vấn đề và chúng ta chỉ nhận định thôi. Trong trường hợp tôn giả Rahula cũng thế. Cho nên Đức Thế Tôn đặt vấn đề và hỏi cái đó là thường hay vô thường, các pháp được khởi sinh, thọ tưởng hành thức này thường hay vô thường? Có cái gì có đáp án là chỉ yes hay no, trả lời là thường hay vô thường thôi, dễ quá mà. Tôn giả Rahula trả lời: Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cho nên cái pháp này là cái pháp từ nhận thức, thưa quý vị. Tu là phải từ nhận thức đi đến ứng dụng hành trì thực tiễn. Trên cái phần mà phần nhận thức luận, Phật giáo góp một phần rất lớn cho cái tiến trình tu tập. Cho nên cái phần mà giới tịnh là chỉ mới giữ giới thân tâm thôi, tới tâm tịnh là tới mới ổn định tâm. Nhưng tới kiến tịnh đi, hàng loạt những vấn đề thuộc nhận thức cần phải đoạn trừ. Cho nên rồi Đức Phật nói: cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Lặp lại: Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường khổ, chịu sự biến hoại, thờ có hợp lý chăng khi quán sát cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Hồi nãy nói là mất cái của tôi, rồi là tôi, hôm bữa cũng giải thích rồi, là đánh đồng rồi xét là tôi. Xét quý vị tách riêng ra đi, nó không có thờ tưởng hình thức, nó là gì? Nó chết ngắt đi, để rồi một thời gian chúng ta chết đó, xét còn lại đó là quý vị không? Nó có phải là sinh thể linh động uyển chuyển, ngồi viết bài, hoặc là quạt, hoặc là ngó hay nhìn được không? Còn mất lúc bây giờ vậy? Một giờ, một nhắm nghiêng về, hai mở tráo vậy, vô hồn. Cho nên cái đó có phải là tôi không? Là bản thân quý vị không? Là không. Mà cái đó là tự ngã, là cái cốt lõi để quý vị tiếp tục đi tái sinh, hoặc là kiếp sau nó nhân bản ra giống quý vị không? Khúc xương kiếp này với khúc xương kiếp sau giống nhau 100%. Tịnh Vinh kiếp này 70kg, kiếp sau ông tu sao chẳng lẽ 70kg là y sĩ vậy? Rồi cao 1m70 chẳng hạn, rồi cũng mặt mũi vậy sao? Nếu tu tiếp tốt đẹp hơn kiếp sau phải là tướng hảo quang minh hơn chứ, sao có nhiêu đường ngoài được? Cho nên phải do các duyên mà nó tạo ra một cái hình thái mới.
Ồ, cho nên học kinh Phật, nhiều người nói Phật mê tín, rồi quý vị chưa học cho nên nó phát biểu bậy. Nói rất là khoa học, rất là một cái nguyên lý khách quan. Này ra hô la ông nghĩ thế nào? Bắt đầu Đức Phật đại khái là phân tích từng sắc căn cho đến đối là từ nhãn căn cho đến sắc trần, đến nhãn thức, nhãn xúc, rồi các yếu tố khác nó phát sinh. Thì cũng tương tự như vậy với cái mô tiếp này. Giáo hoàng nghĩ rằng là Đức Phật cứ chậm chậm thời gian chắc là mấy tiếng hồ lận, chứ không phải như chúng ta học cho xong bài này cho nên rồi chúng ta học luật. Đức Phật cứ chậm chậm mà khai thị. Quá trình đó là quá trình thẩm thấu và chuyển hóa một cách rốt ráo. Ai biết là con rắn cần một thời gian sống, nó phải lột xác. Mình nói thì một phút vậy, nhưng con rắn nó muốn lột xác, nó phải cần ở vô một cái chỗ ở ẩn sâu nào đó không có địch thủ, rồi nó vô đó nằm yên đâu đó. Đầu nó có sự chuyển biến trong từng tế bào, để tế bào là da non rồi nó ra, rồi tế bào dạ rồi nó tróc, rồi nó bò rồi từ từ nó ra. Đâu phải đơn giản đâu. Việc tu tập chúng ta lột xác cũng như vậy, không phải chỉ nói một hai phút là xong. Tương tự tôn giả nào là đã lột xác của ngài qua quá trình tu tập các gọi là các pháp đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc một cách thuần thục rồi. Cho nên chúng ta đừng ý lại nói chúng ta đã hiểu hết rồi, chưa đâu. Nó nói chúng ta thuần thục rồi. Quý vị thấy chúng quý vị thuần thục các pháp đưa đến đoạn tận các lậu hoặc chưa? Xác định lại ha. Như vậy Đức Phật tuần tự triển khai tay là thường hay vô thường? Nhĩ căn này, cái lỗ tai này, thường hay vô thường? Rồi cái âm thanh quý vị nghe, đúng là nhiều khi âm thanh vô nghe lần đầu tiên là nghe chói tai. Mình bực bội, ta khen mình thì mình hoan hỷ, nhưng mình ta nói mình nói xấu mình á là chịu không thấu, mà nhất là những người ta rủa xá sự thật. Thưa quý vị, sư bây giờ đôi khi sư cũng chịu không nói với những lời mà người ta nói mạ lị. Tương tự cái tâm định mình nó cũng chưa có đủ kiên cố. Tâm định mình chưa đủ kiên cố, chứ nếu mà tâm định kiên cố rồi ta có mạ lị cỡ nào? McDonald. Phải không? Cho nên tâm chúng ta chưa quán chiếu được âm thanh là vô thường. Và tương tự như vậy, là khi cái nhãn, cái nhĩ xúc khởi lên, khi có nhãn nhĩ căn với thân tròn, do cái này khởi lên cho nên bắt đầu các cái thọ tưởng hành thức bên trong nó được khởi. Như vậy thọ tưởng hành thức là các yếu tố tâm lý, chứ không phải là một thực thể tồn tại vĩnh hằng. Cho nên khi nói một hợp thể ngũ uẩn, mình tạm gọi là vậy, chứ đó là một hợp thể tâm lý diễn biến, chứ không phải có chia ra có sắc riêng, có thọ riêng, chia sẻ con người có sắc đây, đây thọ đây, đây tưởng đây, đây hành đây, đây thức đây. Mà đó là một sự tổ hợp vận hành chung. Khi nói về thân phận con người, cho nên chúng ta đừng có hiểu lầm, nói đến ngũ uẩn con người là nói đến năm thực thể tồn tại độc lập luôn luôn trong con người. Không có. Mà do cái thọ có bạc thì nó có thể các yếu tố khác nó không có mặt. Hành nó vận động khiến cho thọ tồn tại, nhưng lúc bây giờ tưởng có thể không hoạt động, nhưng tưởng hoạt động thì có thể rằng là thức nó tạm thời nó lắng xuống ở cho nó. Cho nên năm yếu tố, bốn yếu tố thuộc tâm lý này đương vận hành với nhau. Cho nên giải thích về thân phận con người, giải thích về gọi là cái nhân sinh quan Phật giáo, chỗ này là quý vị phải cho thấu triệt. Cho nên năm uẩn này mới nói là không thật được chứ. Năm uẩn này nó có thật đâu, nó tồn tại và do duyên sinh. Cho nên là do mình tôn vinh, mình được học hành cho nên mình có được cái tri thức này. Mình được phước báo kiếp trước tích tụ nên kiếp này mình đẹp trai như thế này. Kiếp trước mình nên, cho nên kiếp này mình xinh gái như thế này. Nhưng mà khi hết phước báo, một ngày nào tai họa đến ập tới, phải không? Tiêu tan, giống như thời gian sư đọc báo thấy cái cô gì nói siêu mọi người mẫu gì ấy. Lúc đó là cái người đó là người nuôi của nó nha, nuôi nó. Hai mẹ con ở trong một cái nhà hẩm hiu vậy, đến khi đó được siêu mẫu tới phỏng vấn từ chối là nói không phải là mẹ, đây là người ở. Bà này bà tức quá, ngày hôm sau mấy lít axit
tiêu tan con nhỏ này luôn, ở tại thành phố Hồ Chí Minh này. Và đấy là nó liên hệ đến một cái gia đình, một Phật tử ở An Khê, Gia Lai, của Phật tử của hệ phái Các Sĩ, nên sư Hoàng mới biết rõ. Tức là cái cậu con trai đó vô yêu của chị này, dẫn đi về quê, về Tịnh Xá Ngọc Túc rồi, thêm viếng, nó siêu mẫu đủ hết. Sau thời gian đổ vỡ ra mà biết ra là cái con nhỏ là từ chối cái người mẹ nuôi nó là mẹ. Bà mẹ này nổi tam bành lục tạc, cho nên quý vị thấy cái tình cảm con người như thế nào. Nó thường hay vô thường. Sở dĩ sư Hoàng nhớ được là bởi đây là câu chuyện sống động có thật diễn ra cho một gia đình Phật tử, mà gia đình đó giác quan đã từng thờ ơn hồi nhỏ sư Hoàng ở với cái gia đình đó. Dẫn về giới thiệu này nọ ha. Tại cho nên quý vị thấy nó thường hay vô thường? Vô thường lắm thưa quý vị. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường khổ, chịu sự biến hội thời có hợp lý chân khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, là tự ngã của tôi. Thưa không Bạch Thế Tôn. Này Rao La, do thấy vậy, vị Đa Văn Thánh đệ tử, phải đa văn á. Thánh đệ tử thì ai cũng đệ tử rồi, nhưng mà phải đa văn, phải thông thái, phải hiểu biết. Đức Phật không có cứ ước mơ đệ tử của Ngài là những người cứ khù là tu không đâu. Sư đã từng có bao nhiêu huynh đệ, những người cứ nói rằng tu gì là đủ rồi. Sao đủ được? Hiểu biết giáo pháp gì đâu mà tu. Người ta dẫn mình tới đây, đúng là có người khi dẫn thì tới đây mình đứng đây. Nhưng lỡ người ta bỏ đi rồi mình không biết đi đâu nữa. Mình nhảy xuống vực sâu á, mình đi xuống con đường tội lỗi đi chứ gì nữa. Cho nên nếu mình có trí là người ta dẫn ở đây, mình đi theo đây. Nhưng giả như không có người, mình tiếp tục đi được. Các thầy không muốn quý Phật tử chỉ được dẫn dắt 4 năm rồi đứng đó, mà phải tiếp tục mở mắt ra đi tiếp cái hành trình của mình. Cho nên ở đây vị Đa Văn Thánh đệ tử yểm ly, tức là chán ngán, không thấy con mắt này mắt bồ câu của tôi đẹp, lông mi lá liễu của tôi đẹp. Thời xưa mình chưa biết thì thôi, mình chăm chút nó cũng mất nhiều thời gian lắm. Sư nghe nói vậy đó, lông mi sư nghe nói lông mi nữa, trời, sư nói lông mi sao nói được vậy, mà có công nghệ nói lông mi được á quý vị. Tại vì một lần nọ sư đi ngang vô quá, sao nói có chỗ mà nó có cái chỗ là nói lông mi. Nói tóc thì mình dễ hiểu, tóc dài bán đi rồi nó chắc là nói sao đó, phía tóc dài, còn lông mi chút xíu vậy mà nói làm sao. Cho nên cái thời mà chúng ta chưa biết đạo, chưa hiểu gì về bản chất thân tâm này thì chúng ta trâu chuốt o bế nó, phải không? Em mà quý thầy đọc riết thân này chưa biết ra chi thì mình cứ nghĩ lại, nãy đúng nó vô thường tạm bợ quá, mình không đam mê. Cho nên yểm ly con mắt, yểm ly sắc, tương tự yểm ly nhãn thức, yểm ly nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này được khởi lên thọ tưởng hành thức. Như vậy mình cứ tuần tự quan sát, một là yểm ly con mắt, tức là chán ngán, không gọi là chấp mắt, biết nó là có, tạm có chứ không phải là không. Do mình cũng tu tập lắm cho nên với kiếp này mình có được cái thân hình tương đối như thế này, có con mắt. Nhưng mà con mắt này rất là vô thường, nay mai nó già nó mờ đục đi, hoặc là bị tai nạn mất mắt thì cũng ok luôn. Nhưng nên bây giờ như thầy gì thông ngày xưa thầy học khóa 1 rồi nè, thời sư quên tên, bữa đi ra thăm chùa Cát ở Nha Trang. Hồi nào thầy làm giám thị ở trường đây, bây giờ thầy đi du học bên Đài Loan rồi qua Miếng Điện tu, thời gian gì ở mắt mù luôn. Chuyện này ở chùa Cát Nha Trang, bữa sư ra sư thăm. Nên rõ ràng con mắt là có phải của tôi không? Thì có con mắt thì mình mới thấy sắc. Nhưng mà sắc nó biến hội vô thường liên tục, mà có hoa đẹp nay mai nó nở rồi tan. Rồi do vậy mà nhãn xúc khởi lên, cái mà tiếp xúc đó nó cũng đâu có thật. Rồi từ đó thọ tưởng hành thức khởi lên không thật, tương tự như vậy. Đối với gọi là năm căn khác, nó cũng tương tục duyên sinh mà khởi lên diệt xuống. Và như vậy năm uẩn có thật hay không? Dĩ nhiên câu trả lời là không, nhưng đòi hỏi là phải sự tu tập thuần thục bằng trí của chúng ta. Giống như sư Hoàng nãy nói, mình thấy cơm thiêu nó khác,
cũng là cái thấy. Nhưng mà khi ăn vô, cái mũi của mình nó có chức năng, cái lưỡi của mình nó có chức năng, cái bao tử mình nó có chức năng, biết chất độc mình không ngửi được, nhưng uống vô một giọt coi trong bụng mình nó cào cột lên. Cái biết đó mới là thực biết. Do vậy ở đây Đức Phật đã giảng cho Tôn giả Rao La về bản chất của sáu căn, bản chất của sáu trần, bản chất của sáu xúc, bản chất của sáu thức là không thật, mà từ đó các uẩn được hình thành. Mình tạm gọi là uẩn thôi, tức là nhóm hợp các duyên được hình thành, mình tạm gọi là con người. Do đó mà vị ấy ly tham, vị ấy yểm ly các pháp được khởi lên, tức là khởi lên ghi nhận. Tu thiền Vipassana minh sát là chỉ hy vọng đạt đến trình độ này thôi, thấy được như thực thực tướng của các pháp, từ thân cảnh, thân mình, thân tâm mình, cảnh mình, căn mình, cảnh mình, cảnh nó xuất hiện, và cái biết tất cả đều vô thường. Quý vị niệm Phật sâu chuỗi 18 hạt, nếu đây tôi tóm lại 18 hạt là dụ cho gì? 18 giới, 18 giới không phải là 10 giới, 18 giới với thứ hai 10 là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Quý vị quản lý được, làm chủ được, niệm cho nó mài mòn đi, nó không còn khống chế chúng ta nữa thì quý vị được giải thoát. Đó, cho nên 18 hạt đó là chỉ cho 18 cái gọi là 6 căn, 6 trần, 6 thức đó, gọi là 18 giới. Chữ giới này là đa tu, chứ không phải là chữ lô ca, cũng không phải là sila. Sila là giới luật, lô ca là giới, là cõi. Đa tu là sự tiếp xúc. Như vậy ở đây đoạn cuối, do ly tham vì ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết, đúng không? Trong sự giải thoát này biết rất rõ, có sự ý thức rất rõ, ta đã được giải thoát. Và vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Rao La hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết giảng này được nói lên, tâm của Tôn giả Rao La được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ, và đối với hàng ngàn chư thiên ấy được khởi lên pháp nhãn ly trần. Pháp nhãn ly trần là gì? Là con mắt pháp đã có mặt và nó không còn dính bụi nữa, gọi là pháp nhãn ly trần vô cấu. Và vị ấy biết là phàm cái gì được khởi lên, tất cả đều bị diệt tận, tức là tất cả các gì khởi lên thì có sự đoạn diệt, diệt tận, nghĩa là có sanh, ác là có diệt. Thưa quý vị, nói tóm lại, việc tu tập là để thấy rõ thực tướng của vạn pháp, để chúng ta không chấp nó, hay nói khác là chúng ta thấy được vạn pháp là gì, là vô thường. Vạn pháp là gì? Là khổ. Ở trong cõi sự cấu hợp, sự cấu thành của bất kỳ sự vật gì, một ngày kia nó tan rã, và tâm phàm phu chưa chứng đắc A-la-hán đều dính mắc nó, cho nên chúng ta có sự khổ đau tiếc nuối. Và nhìn sâu bản chất các pháp là không thực, là vô ngã. Năm uẩn cũng không thực luôn, do duyên năm uẩn này hình thành. Thưa quý vị, đây là bài kinh mà Đức Phật đã giúp cho Tôn giả Rao La thấy được thực tướng của vạn pháp và chứng đắc được quả A-la-hán. Và hàng ngàn chư thiên ở trong pháp hội ấy nghe được pháp hội này liền khởi lên pháp nhãn ly trần, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Kính chúc tất cả quý vị học viên khoa đào tạo từ xa cũng khởi lên được pháp nhãn ly trần, hướng được an quả vị an vui niết bàn. Như vậy, chủ nhật tuần sau chúng ta có 4 tiết. Thứ nhất là Sư Hoàng sẽ cho ôn lại, nay mai Sư Hoàng đăng lại mấy 50 câu hỏi trong cái kỳ thi trước trên trang mạng, quý vị tự lấy về tự giải thử nó ra sao. Rồi hôm sau là Sư Hoàng sẽ giải thích chuyện ABC trong mấy chục câu hỏi đó, và có thể có thời gian dạy thêm một bài kinh nữa. Nói chung là phần một phần, gọi là một phần thôi, chứ Sư Hoàng thì không có khuynh hướng những gì ôn thi đi ra, những gì thi phải nói cho sinh viên, mà những gì cần nói thì đã nói rồi. Thì tuần sau chúng ta có 4 tiết. Hôm nay có một thầy giơ tay, xin mời. Rồi.
Theo sư thì đưa chi tiết này nó cũng hợp lý thôi. Có nhiều bài kinh, xin cảm ơn thầy. Về phương diện cấu trúc logic của từng bài kinh chúng ta cũng cần phải coi, tại vì rất có thể là do sự biên tập vụng về. Nhưng mà trong trường hợp này, sư thấy nó hợp lý. Tại vì bài kinh đầu tiên có giới thiệu là hàng ngàn vị chư thiên theo sau lưng Đức Thế Tôn và tôn giả Lào La vào khu rừng Anda để mà nghe pháp, tức là các vị cũng đã đọc được cái tâm niệm của Thế Tôn, tức là Thế Tôn đã khởi lên một suy nghĩ như vậy và các vị chư thiên đã hoan hỷ xuống ủng hộ vậy mà. Thì ở đây kết thúc bài kinh vừa nói tôn giả Rahula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn vậy đã đành rồi, rồi nói thêm cái chi tiết này cũng để giải quyết trọn vẹn được cái sự kiện đưa ra chứ. Sư thấy rằng cái sự kiện đưa ra là nó cũng phù hợp, chứ không phải rằng không phù hợp đâu. Đó là theo cách nhìn của sư là rất phù hợp. Và qua đó để thấy rằng lời giáo hóa của Đức Như Lai Thế Tôn không chỉ cho hữu hình là con người, mà ngay cả chư thiên, phi nhân. Thưa quý vị, ngay cả phi nhân mà dạ xoa Atula cũng có thể đắc đạo nữa. Cho nên chúng ta thấy dạ xoa Atula quỷ dữ ở trong chùa, mình đừng có tưởng rằng họ quỷ dữ không học đắc đạo. Trong nhiều bài kinh là các vị dạ xoa cũng nghe pháp, học kinh và chuyển hóa và chứng đắc được cái sơ quả. Cho nên đây cho rằng các vị chư thiên cũng chứng đắc được sơ quả tu đồ hoàng. Và sơ quả các vị ấy như thế nào? Ở đây đưa ra một cái định lý: phàm cái gì được khởi lên, tất cả đều bị diệt tận. Bằng cái nhận thức mà chân chánh nhất, bằng nhận thức mà nhận thức từ trong sự hiểu biết của mình. Cho nên cũng có thể trong bài kinh này mà quý vị mà nghe mà hiểu thấu bằng sự nhận thức của mình, chứ không phải bằng cái lời của sư không á, thì quý vị cũng có thể đạt được cái trạng thái tâm giải thoát, hay còn gọi là pháp chẳng ly trần đó. Bình thưa quý vị, thì sư nghĩ rằng là chi tiết này cũng phù hợp thôi. Thôi chúng ta nghỉ nơi đây, để quý vị nghỉ ngơi, dùng cơm trưa, chiều học tiếp 4 tiết nữa ha. Như vậy tuần Chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ học tiếp. Học về cái phiền não không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phân đạo.